Đây mọi người, để đáp ứng nhu cầu về cái dòng Rebel 150 thì hôm nay cửa hàng Smart Phone Nam mình đã quyết định tậu ngay cho mình một em Rebel phiên bản 150 nhé, bản DD này, siêu VIP luôn. Con này thì có những chức năng gì trên xe thì mình xin được phép đi sơ dần ngoài trước nhá. Đấy, không hiểu sao chứ bữa hôm mình đăng cái con Rebel DD giá rẻ quá mà. Đấy mọi người cứ lao nhau vô hỏi này. Đấy thì hôm nay mình về với cái con Rebel phiên bản đời mới nhá, 150 này. Đăng ký biển 77 Bình Định G1 này, 68497 này. Để nói với cái răng ngoài của nó thì mọi người suy nghĩ làm sao mà để chốt được đơn em nó đi, tại vì nó quá đẹp rồi. Bản này bản của 2017 nhá. Đấy, gương này rất là đẹp luôn. Cái này có kết nước làm mát này, máy đôi này, hai bộ chế này. Thì còn gì bằng nữa mọi người. Có quạt tải nhiệt luôn nhá. Hai bộ chế này đi ngon cực kỳ luôn. Hai đĩa trước và một đĩa sau, khỏi cần phải bàn cãi rồi. Về cái độ chất của em này thì đây, một cái gọi là cái anten siêu to khổng lồ này. Đấy, đi lo cái này bắt luôn, người ta bắt sóng điện thoại, con này bắt wifi của người ạ. Lốp này, lốp chuyên leo đồi luôn nhá. Lốp chuyên leo đồi luôn mọi người. Quá VIP nhá, lốp là lốp chuyên leo đồi này. Đấy, giò đạp này. Khá là VIP luôn, hàng là hàng lốc máy sáng trưng mọi người. Không thiếu thứ gì hết nhá. Để mình test máy sơ cùng nghe này. Máy móc thì quá đã luôn đi. Nó đang gửi ganti cực kỳ luôn nhá. Quá đã đi mất thôi. Mình nói thật chứ mọi người, mình nào không chốt đơn được con xe này thì quá tiếc luôn. Với một cái giá thành bỏ ra chỉ có gọn gọn 18 củ khoai thôi thì làm sao? Thì là mọi người đã sở ngay cho chiếc Rebel siêu VIP rồi. Kết nước làm mát thì ở đâu có, chỉ có tại cửa hàng Smart Phone Nam mà thôi. Đấy, giá chính thức của em này mình đang giao bán cho mọi người chỉ là 48 củ nhá. Đưa trước 18 củ là nhận xe rồi, tại vì ngân hàng hỗ trợ mình được có 30 củ nhá. Nếu mà đấy, không thì mọi người nợ xấu mình bao hết luôn này. Đấy, có cả đồ để bưng biết này, khá là xịn sò luôn. Đấy thì anh chị em mình nào quan tâm thì có thể chốt đơn ngay luôn nhá. Nhanh tay thì còn, mà chậm tay thì mất, giống như mấy chiếc khác thôi. Đấy, hàng hàng số lượng nhá, mình còn duy nhất một chiếc này này. Đấy, mới về thôi, khá là đẹp, khá là VIP luôn. Rồi, thank you rất là nhiều luôn nhá. Xi nhan đồ gì khỏi gần ba rồi, quá ok luôn người ạ.